Giải đấu Mod Game Loạn Chiến, sân chơi hấp dẫn cho các fan của tựa game này tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 8 sắp tới, với hàng loạt các giải thưởng là tiền mặt và nhiều phần quà giá trị đang chờ đợi các bạn. Hãy nhanh tay lên, đăng ký tham gia giải đấu ngay hôm nay và cùng lập team. Loạn rồi, chiến thôi! The Mortuary Assistant là một game kinh dị thú vị theo nghĩa nào đó. Ừ, thì các ông có thể cho là tôi biến thái, nhưng giữa hàng tá game trừ tà đuổi ma trong nhà hoang thì đi làm công trong nhà xác cũng đáng để thử lắm chứ. Mod đã chờ nó khá lâu kể từ khi dự án game này được giới thiệu lần đầu nhiều năm trước. Tất nhiên là sau khi em nó ra đời thì phải tranh thủ tìm hiểu ngay thôi. Nhìn chung game được đánh giá khá cao phần hù dọa với nhiều phong cách nhát ma khác nhau. Nó chắc chắn sẽ khiến cho trải nghiệm của bạn hơi bị lạnh gáy. Tuy nhiên, trong nội dung của video này, Mod chỉ kể lại cốt truyện. Vì vậy, các mô tả hù dọa cũng như không khí rùng rợn sẽ không được sát sao như khi bạn trực tiếp chơi đâu. Trực ca đêm tại nhà xác. Ai cũng nghĩ đó là một công việc cô đơn lạnh lẽo, nhưng thực ra cũng có nhiều thứ thú vị, đáng để tìm hiểu. Đồng hồ đã điểm lúc nửa đêm trong game rồi, hãy bắt đầu câu chuyện nha. Lính mới tại nhà xác. Cô gái Rebecca Owens là sinh viên mới ra trường sống tại Riverfields, bang Connecticut, Mỹ. Đó là năm 1998, Rebecca gặp bà của mình và vui mừng thông báo rằng bản thân đang hoàn tất chương trình thử việc tại một nhà xác tư nhân do một vị giáo sư của cô làm chủ. Nghe xong, bà lão tỏ ra mừng cho cháu gái sắp có việc làm, nhưng cũng cảm thấy lo sợ vì công việc ở nhà xác không phải là một cái gì đó bình thường cho lắm. Mặc cho sự giải thích của Rebecca, bà vẫn dè dặt nói rằng nhà xác đó thường bị đồn là có những hiện tượng siêu nhiên rùng rợn xảy ra. Tuy vậy, Rebecca vẫn khăng khăng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và nếu cô vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng, có thể sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức. Không khuyên được nên bà lão tạm chấp nhận, không tranh cãi nữa và đưa cho cháu gái một sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá. Bà nói món kỷ vật này sớm muộn gì cũng sẽ trao lại cho cháu, nên sẵn dịp hôm nay thì đưa luôn. Rebecca nhận lấy món quà, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ rằng bà của mình chưa hoàn toàn yên tâm về công việc tại nhà xác nên mới đưa cho cô một đồ vật để phòng thân. Rebecca lái xe đến nhà xác của thầy giáo cũ là Raymond Delver để bắt đầu buổi kiểm tra cuối cùng. Cô thực hiện các quy trình xử lý cho một xác chết như kiểm tra các dấu vết trên cơ thể, đóng nẹp cố định để khép miệng xác chết, đặt nắp phủ lên mắt để giúp thi thể nhìn có vẻ bình yên hơn, bơm chất bảo quản vào cái xác thay cho máu. Cô gái thực hiện tốt mọi công đoạn cho đến khi chuẩn bị bơm chất bảo quản thì các lọ hóa chất bỗng dưng phát nổ văng tung tóe. Raymond trấn an rằng đôi khi các hóa chất để trong lọ sẽ có phản ứng như vậy. Rebecca tiếp tục các công đoạn cho đến khi lau mặt xác chết để chuẩn bị đưa vào kho lạnh thì bỗng dưng mặt xác chết bỗng cháy rồi nó quay đầu nhìn sang cô. Lúc này âm thanh của Raymond vang lên làm Rebecca choàng tỉnh và cái xác hoàn toàn không có vấn đề gì, cứ như mọi thứ vừa xảy ra là ảo giác. Thấy cô học trò có vấn đề nên Raymond bảo Rebecca hãy về nhà nghỉ ngơi, còn mình sẽ lo hết phần còn lại. Dù không muốn gây ấn tượng kém cỏi về mặt chuyên môn với giáo sư, nhưng sau những gì vừa xảy ra, Rebecca cũng chẳng có tâm trí để làm việc tiếp. Rebecca trở về nhà, gọi điện nói chuyện với bạn mình là Megan. Cô tỏ ra hoang mang trước cách phản ứng kỳ lạ của Raymond lúc sáng và lo sợ mình đã làm sai điều gì khiến ông thầy cắt ngang quy trình làm việc rồi đuổi mình về nhà. Đúng lúc này, Raymond gọi điện thông báo Rebecca làm rất tốt, cô đã được nhận và thẻ nhân viên để trong ngăn tủ ở chỗ làm. Tiếp đó, ông thầy nhờ Rebecca đến nhà xác gấp ngay trong đêm vì có một số xác mới chuyển đến nhưng ông đã có chút vấn đề về sức khỏe nên không thể trực tiếp xử lý được. Vốn không quá tin tưởng vào những chuyện rùng rợn nên Rebecca nhận lời ngay và cho rằng đây là cơ hội rất tốt để khởi đầu công việc. Vừa được nhận vào làm lại được ghi điểm khi giúp đỡ thầy của mình lúc khó khăn. Ca trực đêm bất ổn. Rebecca lái xe đến nhà xác trong đêm. Khi cô vừa bước vào văn phòng
thì điện thoại trên bàn reo. Đầu dây bên kia là Raymond. Trong lúc nhận cuộc gọi, Rebecca ngẩng lên nhìn thì phát hiện có bóng người đứng ngoài cửa. Cô hốt hoảng báo với Raymond, nhưng ông ta nói sẽ mở cửa khi mọi thứ xong xuôi. Điều đó có nghĩa là bóng đen cầm điện thoại đứng bên ngoài chính là ông ta. Cửa ra vào đã bị Raymond khóa trái bên ngoài. Ông ta giải thích rằng lúc sáng ông đã phát hiện rằng nó đã lộ diện và có dấu hiệu đeo bám lấy cô. Chính vì vậy, Rebecca phải trải qua trình tự của đêm nay để thoát. Raymond nói rằng ác quỷ đã xuất hiện trong nhà xác và sử dụng một trong ba cái xác mới chuyển đến làm nơi trú ngụ để xâm nhập vào đây. Việc của Rebecca là xử lý cái xác chết này như bình thường, nhưng phải quan sát kỹ các dấu hiệu cho thấy đâu là cái xác bị ám. Để làm được điều đó, Rebecca cần sử dụng kèm loại nước đặc biệt mà Raymond chuẩn bị sẵn, pha vào dung dịch ướp xác truyền vào cơ thể của cái xác khiến nó lộ dấu hiệu. Sau đó, con quỷ sẽ để lại 4 dấu ấn thể hiện tên thật của nó ở rải rác trong khu nhà. Raymond đã chuẩn bị các lá bùa giấy. Mỗi khi đến gần dấu ấn thì lá bùa sẽ phản ứng và bốc cháy. Sau khi xác định được xác chết nào bị ám, Rebecca sẽ dùng 4 dấu hiệu đó xếp lên một mảnh bùa phong ấn hình tròn và đặt nó lên xác chết. Phong ấn này sẽ khiến con quỷ kẹt lại trong xác chết không thoát ra được. Cuối cùng chỉ việc đẩy cái xác đang giam con quỷ vào lò thiêu, đốt đi là xong. Con quỷ sẽ bị đuổi về địa ngục. Rebecca bắt đầu với cái xác đầu tiên, đó là một thanh niên da trắng. Trong quá trình làm việc, cô nhiều lần bị rơi vào ảo giác khi thấy cái xác này di chuyển, hù dọa theo nhiều cách khác nhau. Ban đầu Rebecca hoảng loạn, bỏ chạy ra xe, định chạy trốn về nhà. Nhưng một thế lực nào đó đã khiến xe không nổ máy được, và phía trước là một bóng đen đứng nhìn cô từ cửa nhà. Cô biết rằng mình không thể trốn chạy được nữa nên quyết định quay lại làm nốt mọi thứ. Cái xác thứ hai là một người đàn ông da đen béo tốt. Lúc này, con quỷ bắt đầu ra tay thật sự khi đưa Rebecca về những ám ảnh quá khứ của chính mình. Đó là người mẹ đã chết của cô. Sau đó nó còn làm cho cái xác của người đàn ông nói chuyện. Cái xác thứ ba là một phụ nữ da trắng. Lần này con quỷ khiến cái xác đứng dậy và đi vào hành lang tối. Bên trong là một ảo giác khác, phản ánh tiềm thức của Rebecca. Những trang giấy thể hiện nỗi đau quá khứ, nỗi đau mất người thân, sự trầm cảm đều được tìm thấy ở đây. Rebecca cũng tìm đủ 4 ký hiệu tên của con quỷ sau những trò ảo giác hù dọa tra tấn tinh thần của nó với cô. Cô gái đã ghép các ký tự tên con quỷ lên lá bùa phong ấn và quyết định chọn cái xác thứ 3 để mang đi hỏa thiêu. Trong lò thiêu vọng ra tiếng đập phá dồn dập như cái xác có con quỷ bên trong đang giãy giụa. Cuối cùng, cửa lò nổ tung khiến Rebecca ngã ra đất. Từ trong lò, một bóng đen bốc cháy bò ra và chồm tới chỗ cô gái, nhưng bị một lực nào đó hút trở vào trong. Đoạn kết 1. Lựa chọn sai lầm. Bad end. Rebecca tỉnh dậy vào hừng đông và thấy Raymond đang ở bên cạnh. Ông ta nói rằng có thể đêm qua đã xong, nhưng sẽ còn nhiều đêm khác phía trước. Họ không thực sự được an toàn, nhưng cô có thể về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Rebecca nói ra những câu khó hiểu, như cô đã chờ điều này từ lâu lắm rồi. Raymond hốt hoảng khi nhận ra Rebecca đã chọn nhầm cái xác. Con ác quỷ đã không bị tiêu diệt và hoàn tất nhập hồn vào cô gái. Rebecca lúc này nói với giọng pha lẫn tiếng ồn ồn của con quỷ. Nó dùng phép bẻ quặp ông Raymond như một cuộn giấy rồi bước sát ông ta vào góc phòng. Giờ đây, thế giới đang rộng mở với con quỷ khi nắm giữ thân xác cô gái Rebecca. Nó có thể làm mọi thứ nó muốn với thể xác mới chiếm được này. Đoạn kết 2. Phong ấn vĩnh viễn. Bad end. Rebecca bị con quỷ quấy rối khiến cho không thể nào tập trung làm việc được. Trời đã gần sáng nhưng vẫn chưa thể làm xong 3 cái xác và cũng chưa tìm được đủ 4 dấu ấn để thể hiện tên con quỷ. Cô gái cuối cùng bị con quỷ nhập xác và bất tỉnh. Rebecca tỉnh dậy, thấy mình bị trói chặt trong tầng hầm. Raymond gắn một bùa phong ấn lên cái quan tài gỗ đặt trong phòng rồi nhanh chóng đẩy Rebecca vào đó, nhốt lại trước khi con quỷ bên trong hồi phục toàn bộ sức mạnh của nó. Từ bên trong quan tài gỗ bị phong ấn, con quỷ liên tục kêu gào. Nhưng Raymond lạnh lùng đóng khe hở nhìn ra ngoài của quan tài khiến mọi thứ chìm vào bóng tối. Đoạn kết 3. Kẻ bất cần. Bad end. Rebecca không có hứng thú về việc chống lại con quỷ hay là nghe lời của Raymond. Cô ta lấy bừa một cái xác đem thiêu cho có để lừa Raymond vào hôm sau. Tuy nhiên cô đã bị con quỷ nhập hồn vào ngay trong đêm. Raymond phát hiện được kịp thời nơi phong ấn Rebecca trong quan tài gỗ dưới tầng hầm. Ông chỉ im lặng đóng luôn khe hở trên nắp quan tài, không buồn nói gì với kẻ ngang ngược bất chấp kia. Đoạn kết 4. Một ngày mới. Good end. Rebecca đã chọn đúng cái xác và tên con quỷ, vì vậy nó đã bị đuổi xuống địa ngục. Cô tỉnh dậy vào hừng đông với Raymond bên cạnh. Rebecca tỏ ra hoảng sợ, muốn bỏ đi,
nhưng Raymond nói rằng con quỷ đã chọn cô là mục tiêu, vì vậy bọn quỷ đều đã biết về cô. Dù cô có chạy đi đâu thì chúng cũng sẽ tìm đến. Chỉ có cách ở lại chiến đấu thì may ra nhận được sự giúp đỡ của Raymond. Raymond thông báo sẽ nhận Rebecca và làm ca đêm tại nhà xác. Cô sẽ chiến đấu với những con ác quỷ khác khi chúng xuất hiện với cùng cách làm như đêm qua. Raymond sẽ giúp cô mọi phương tiện mà ông tìm được cho cuộc đấu hàng đêm này. Rebecca chỉ trích Raymond đã tạo ra một cuộc chiến vì danh vọng cá nhân. Tuy nhiên vì thầy giáo già đã nói rằng đây không phải là một cuộc chiến mà là một nỗ lực sinh tồn. Khi đã bị thế lực ác quỷ nhắm đến thì phải chọn giữa đầu hàng chờ chết trong lo sợ hay chủ động giành lấy quyền sống sót của mình. Raymond cũng cảnh báo rằng bọn quỷ sẽ đào sâu vào quá khứ của cô, lợi dụng những ám ảnh tuổi thơ để bóp nát ý chí cô. Nhưng nếu cô gái vượt qua được thì sẽ trở nên cứng rắn và không thể khuất phục. Đoạn kết năm, cuộc chiến không hồi kết, Good End. Rebecca lại hoàn thành một đêm nữa với một con ác quỷ nữa bị tiêu diệt. Cô tính lại vào hừng đông, vẫn với Raymond ở bên cạnh. Ông nói rằng cô có thể ngưng gọi ông là Mr. Delver, mà hãy gọi bằng tên là Raymond như những người bạn. Rebecca tỏ ra mệt mỏi và hỏi rằng chuyện này sẽ không có hồi kết hay sao? Raymond buồn bã nói rằng nó sẽ tiếp diễn như thế. Đó là cuộc đời mà họ phải chịu khi rơi vào tầm ngắm của bọn quỷ. Tuy nhiên càng chiến thắng chúng, họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Raymond đã đi khắp thế giới cố tìm ra cách để kết thúc cuộc đấu này nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện họ chỉ có thể tạm thời cầm chân bọn quỷ không để chúng hại mình mà thôi. Raymond cũng kết thúc câu chuyện bằng cách khuyên Rebecca trở về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp vào đêm nay. Đoạn kết 6, bí mật dưới tầng hầm, Good Ending. Rebecca tìm được một tấm ảnh ghi năm chụp là năm 1970 nhưng kèm theo câu khó hiểu rằng có 6 con số. Sau đó, cô rơi vào một ảo ảnh với phần cuối có ghi gợi ý với 2 con số cuối là 44. Rebecca tìm được một két sắt nhỏ giấu trong một ngăn tủ. Sử dụng mật mã 6 số trên, cô gái lấy được chìa khóa tầng hầm của khu nhà xác. Bên trong căn hầm là một phòng làm việc nhỏ với nhiều biểu tượng vẽ nháp bị vứt vương vãi trên mặt đất và các lá bùa phong ấn được Raymond chế tạo hàng loạt. Theo các ghi chép của ông ta thì ác quỷ xuất hiện trong nhà xá từ những năm 1980 và rất nhiều trợ lý của ông đã bị chúng bắt mất. Ông đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu về ác quỷ, thậm chí bỏ tiền ra đi khắp thế giới để tìm các kiến thức về bọn này. Raymond đã tìm được một người bạn ở Ai Cập cũng đang nghiên cứu vấn đề tương tự. Họ gửi thư cho nhau trao đổi các cách thức chống lại bọn ác quỷ. Raymond trực tiếp thử chúng trong cuộc chiến của mình và trao đổi kinh nghiệm với ông bạn người Ai Cập. Điều đó giải thích cho quy trình chuẩn mà ông ta hướng dẫn Rebecca thực hiện trong đêm đầu tiên. Raymond cũng trở thành mục tiêu của bọn ác quỷ sau đó, nhưng thoát được. Tuy nhiên vợ ông là Valerie thì không. Phía trong căn hầm vẫn còn một phòng nữa, nhưng cửa của nó đã bị khóa chặt. Rebecca tìm được một chiếc chìa khóa cũ trong ngăn tủ trên phòng làm việc. Cô mang xuống thử vào căn phòng trong hầm thì mở được cửa. Bên trong là một chiếc quan tài gỗ phát ra tiếng người, đó chính là Valerie. Bà ta bị nhốt hoàn toàn trong quan tài có gắn bùa phong ấn, chỉ lộ một cánh tay ra phần bên hông. Gần đó là các chai đựng cho thấy Raymond đã sử dụng máu lấy từ Valerie để làm chất trộn vào dung dịch ướp xác giúp phát hiện cái xác bị quỷ chiếm giữ. Valerie liên tục van xin lẫn đe dọa Rebecca bằng chất giọng nữ người nữ quỷ của mình. Rebecca trở lên nhà xác và thực hiện nốt phần còn lại. Đó chính là đốt chính xác cái xác mà con quỷ hôm nay đang bám vào. Cô tỉnh lại, gặp Raymond vào buổi sáng và bắt đầu chất vấn về việc tra tấn Valerie một cách vô nhân đạo để lấy máu làm phụ gia phát hiện quỷ. Raymond cố trấn tĩnh Rebecca và giải thích rằng ông không có sự lựa chọn. Nếu không giữ Valerie lại để lấy máu tươi thì ông không thể phát hiện con quỷ trốn vào cái xác nào và từ đó cả hai sẽ không có một cơ hội nào để sống sót cả. Ông không vinh hạnh gì khi làm những chuyện như vậy, nhưng để cứu lấy mình, ông vẫn phải làm. Raymond cũng nói rằng Valerie không phải là người duy nhất bị nhập xác. Những người phụ tá trước của ông khi bị quỷ nhập thì ông đều ra tay hạ sát họ để tránh gây thêm đau đớn. Tuy nhiên ông không thể ra tay với Valerie. Ông đã cố tìm cách để đảo ngược quá trình nhập hồn, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra. Vì vậy chỉ có cách hiện tại là khả thi nhất giúp ngăn không cho ác quỷ phát triển thêm. Còn ai lỡ bị nhập hồn thì chỉ còn cách giết chết để giúp họ siêu thoát nhanh. Đoạn kết 7, thoát khỏi quá khứ, Secret Ending. Ác quỷ tiếp tục đào sâu vào nỗi đau quá khứ của Rebecca. Cô có một người mẹ nghiện ngập và sau đó bà tự tử. Nỗi đau cùng sự ám ảnh khiến cô gái trẻ Rebecca bị rối loạn tâm thần, sống trong đau khổ và trầm cảm. Một hôm, cô bỏ nhà đi rồi lạc xuống một bãi biển có núi đá hiểm trở. Cha cô đã báo cảnh sát và trực tiếp đi tìm. Ông đã trèo vách núi xuống bãi biển tìm gặp cô, nhưng khi trèo lên, dẫn đội cứu hộ xuống,
thì chẳng may bị trượt chân ngã. Đầu ông đập vào đá thiệt mạng ngay trước mặt con gái. Rebecca sau đó đã sống trong ân hận, tự trách mình vì cái chết của cha. Cô bị đưa vào trại tâm thần một thời gian và người bà trở thành chỗ dựa duy nhất của cô. Rebecca sau đó đã khỏi bệnh, bắt đầu đi học trở lại và quyết tâm tìm lại cuộc đời của mình và bước khỏi quá khứ tăm tối. Con ác quỷ đã liên tục đưa cô về những ký ức dằn vặt và một hình ảnh cô treo cổ trong hành lang thể hiện quá khứ trầm cảm tột cùng. Rebecca đã dùng 2 đồng xu cổ, kỷ vật của cha, đặt vào tay cái xác khiến nó biến mất. Đó là biểu hiện của việc cô gái đã chiến thắng quá khứ đau buồn của mình và con ác quỷ đã không thể dùng quá khứ làm vũ khí dằn vặt cô thêm nữa. Rebecca tiếp tục công việc, đốt đúng cái xác, tiễn con ác quỷ trở về địa ngục bằng lò thiêu. Nhưng thay vì tỉnh lại vào hừng đông để gặp Raymond, cô tỉnh lại trong cõi mơ màng và gặp lại cha mình. Ông trấn an Rebecca rằng cô không cần phải tự trách mình nữa, cô đã nỗ lực thay đổi cuộc đời mình từ đáy sâu tuyệt vọng, điều mà cả ông và mẹ cô đều không thực hiện được. Đừng nhớ về ông bằng những ký ức đau buồn, mà đổi lại hãy nhớ bằng những ký ức tươi đẹp. Cô đã tìm ra con đường cho đời mình, hãy bỏ lại ký ức đau buồn và bước tiếp đến tương lai. Cô đã làm công việc giúp cho người sống được thanh thản mà người chết được yên nghỉ. Hãy để những người đã chết như ông và mẹ cô yên nghỉ. Khép lại câu chuyện của tựa game The Mortuary Assistant, Mọt hy vọng mọi người đã có những phút giây phiêu lưu thú vị cùng gia đình Mọt Game. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ nhà Mọt nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.